Thưa quý khán giả, nuôi rắn ri voi là mô hình quen thuộc của nông dân miền Tây. Cách làm có thể khác nhau nhưng đều cùng một trăn trở là câu chuyện thị trường. Anh nông dân ở tỉnh Tiền Giang sau đây cũng vậy. Gắn bó với mô hình gần 12 năm, đến nay anh sở hữu cơ cươi tiền tỷ mà ai nhìn cũng vừa sợ vừa ham. Anh Nguyễn Giang Nhật Khanh ở xã Cái Lậy, Tiền Giang là chủ cơ sở sản xuất giống rắn ri voi lớn nhất nhì trong vùng, với 1.500 con rắn bố mẹ. Mỗi năm anh xuất bán trên 5.000 con rắn giống, trừ hết chi phí vẫn còn lời hơn nửa tỷ đồng. 12 năm trước, với số tiền đầu tư hơn 70 triệu đồng là rất lớn. Khi đó không có kinh nghiệm gì, nếu thất bại là mắc nợ, nhưng anh vẫn đánh liều khởi nghiệp, may mà mọi điều thuận lợi. Những năm đầu, để tăng đàn, anh Khanh không bán rắn con mà giữ lại nuôi sinh sản nên không có thu nhập. Đây là loài hoang dã thích nghi tốt, mỗi tháng chỉ cần cho ăn 4 lần và thay nước 1 lần. Quan trọng hơn hết vẫn là đầu ra. Thì con rắn này thì nuôi 2 năm nó sẽ sinh sản. Sinh sản cho lứa đầu cho mình từ 5 tới 7 con, lứa thứ hai là 10 con. Rắn càng bự thì nó sinh sản càng nhiều. Rắn mới đẻ là hầu như là bây giờ là 70, là 80 gì đó. Còn anh em mương lại thì giá cả thỏa thuận theo cái người yêu cầu ương. 100 con là được 7 triệu thì bổ đồng ra, từ chi phí đó là 2 triệu tiền thức ăn. Sau 2 năm nuôi, anh Khanh bắt đầu bán con giống. Trên thị trường, giá trắng sơ sinh từ 70 tới 80.000 đồng một con tùy thời điểm. Tuy nhiên, anh nông dân này lại chọn cách giữ lại nuôi ít nhất 3 tháng nữa để con giống chất lượng và giá trị hơn. Hiện người nuôi trắng và khách hàng của anh chủ yếu ở miền Tây là những người nghỉ hưu chọn mô hình để có đồng ra đồng vô. Sau 12 năm làm công việc mà anh Khanh gọi vui đã gần như chẳng cần làm gì. Đến nay anh nông dân miền Tây có trong tay cờ người tiền tỷ. Thế vậy kia cũng phải mất một thời gian dài thăng trầm cùng mô hình mới đếm được vị ngọt hôm nay. Và nói về bí quyết thành công với anh có lẽ chính là sự nhạy bén đón đầu thị trường.